chương trình ban nhạc buổi chiều dành tiếp nối luôn phải không Tony? Một chương trình rất hấp dẫn. Rồi, xin mời chị Ái Liên. Phú Hoàng vừa tan
ơn chị. Dạ. Rồi. Bây giờ chương trình có nhà cổ lại tiếp tục lại với Thi Thi. Và chương trình có nhà cổ âm nhạc cổ xin phép được khai mạc hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã đến cổ họ và cho họ anh linh thịnh. Tuy nhiên chương trình của âm nhạc chúng tôi vẫn còn tiếp diễn, xin mời quý vị cứ ở lại để thưởng thức tiếp chương trình thế nào. Bây giờ xin mời